Chào anh chị. Thưa các anh chị em và các bạn, là theo quý anh chị em và các bạn thì dấu hiệu nào cho thấy là thị trường bất động sản sẽ tan băng sau một cái khoảng thời gian đóng băng anh chị em và các bạn? Đây là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều quý anh chị em và các bạn đặt ra để có thể định lượng thị trường, nhằm mục đích là biết được khi nào thì chúng ta có thể xem xét bắt đầu có thể mua vào các cái sản phẩm bất động sản hay là những cái nhu cầu của chúng ta về thị trường về bất động sản. Thì để trả lời được cái câu hỏi là khi nào thì chúng ta nhận biết và nhận biết bằng những cái dấu hiệu nào mà biết được rằng là thị trường bất động sản sẽ có thể sẽ tan băng và tiếp tục là dịch chuyển theo cái hướng là đi lên giống như những cái thời kỳ trước đó. Thì nói câu chuyện này thì nhiều nhiều anh chị em và các bạn sẽ bảo rằng là nó còn chưa đóng băng thì đã bàn đến cái chuyện tan băng. Thưa anh chị em và các bạn, là thực tế là thị trường bất động sản theo cái dự báo trước đó của chúng tôi thì quý 2 năm 2019 mới bắt đầu đi vào cái trạng thái gọi là đóng băng hoàn toàn. Tuy vậy thì cách đó đã và đang trong thời điểm hiện tại, tức là nửa cuối quý 1 năm 2019 và quý 4 năm 2018 thì thị trường bất động sản đã có cái những cái dấu hiệu ban đầu của câu chuyện là có cái phần là những cái một số phân khúc đã bắt đầu đi vào cái trạng thái là ít giao dịch và đóng băng từ từ. Vậy thì để chuẩn bị cho cái việc là sắp tới chúng ta có thể quan sát, xem xét và đánh giá cái việc là bất động sản sẽ tan băng khi nào và chúng ta bắt đầu mua và vào với cái nhu cầu hiện có của chúng ta thì lúc nào là hợp lý nhất. Thì để trả lời câu hỏi này thì tôi không lòng vòng làm mất thời gian của quý anh chị em và các bạn nữa. Thì tôi xin được chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về một số cái phân loại về thị trường bất động sản. Trong các cái phân khúc nó gồm những phân khúc nào và đánh giá từng phân khúc một. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng các cái việc là giá của từng phân khúc để mục đích là để định lượng xem là thị trường khi nào thì tan băng, và đó cũng chính là cái dấu hiệu để chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được. Thì trong thị trường bất động sản thì nó chia làm rất nhiều phân khúc, nhưng mà theo cá nhân tôi thì tôi chia nó ra khoảng 4 phân khúc. Phân khúc thứ nhất là cái phân khúc cao cấp, nó bao gồm những cái căn hộ cao cấp, những khu biệt thự cao cấp và những cái gọi là biệt thự nghỉ dưỡng, thì nó là cái dòng cao cấp. Thì cao cấp thì nó sẽ là một trong những cái dòng có phân khúc giá cao và nó sẽ rất là hưng thịnh trong cái giai đoạn và nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất, và nó nằm ở những cái giai đoạn mà có cái tốc độ tăng giá của thị trường bất động sản mạnh nhất, thì cái phân khúc này sẽ được quan tâm nhiều hơn so với thông thường. Bởi vì phân khúc này thì là một trong những phân khúc khá là kén người, hoặc là kén nhà đầu tư, hoặc là kén đối tượng có thể mua được, bởi vì nó rất rất cao, giá rất cao và rất là đắt đỏ. Cái phân khúc thứ hai mà tôi muốn nói với anh chị em và các bạn đó là những cái phân khúc về đất nền, nhà liên kế, nhà phố, nhưng mà nằm ở tâm hoặc là trung tâm của các cái thành phố lớn. Thì đây cũng là một trong những cái phân khúc mà khá là sôi động và được mua bán rất là nhiều trong cái giai đoạn mà thị trường tăng tốc. Và phân khúc này thì cái giá nó sẽ là gọi là tầm trung, thấp hơn so với cái phân khúc cao cấp ở phía trên. Tuy vậy thì đây cũng là những cái phân khúc mà rất khó để cái đại bộ phận dân chúng có thể tiếp cận được, vì là giá của nó thì cũng không hề thấp một chút nào. Nó nằm ở những cái vị trí gọi là quan trọng và khá là trung tâm, sau đó thì giá cả rất là cao. Phân khúc thứ ba là cái phân khúc mà giá thấp hơn một chút, nó gọi là cái giá trung bình, và nó nằm ở cái dội dòng những cái sản phẩm bất động sản nằm ở vùng ven, cả về đất nền, cả về nhà phố, nhà liên kế hoặc nhà hẻm, hoặc là các cái khu vực mà gọi là ven ven thành phố, hoặc là những cái tỉnh thành mà không phải là những tỉnh thành trung tâm. Thì đây là một trong những cái phân khúc mà nó khá là đáp ứng được cái nhu cầu thực tế mà tiếp cận của đại bộ phận dân chúng, và có một trong số những cái phân khúc gọi là giá vừa phải này thì nó gồm có đó là các cái căn hộ chung cư ở vùng ven. Đây là một trong những cái căn hộ, một trong những cái sản phẩm mà nó đáp ứng được nhu cầu thực tế của dân chúng, của những người có nhu cầu để ở, để sinh sống. Và nó là một trong những cái thứ sản phẩm mà chúng ta sẽ dùng để làm nhận biết cái dấu hiệu khi nào thị trường tan băng. Thì chúng ta sẽ đi lại với cái câu chuyện là khi mà thị trường tăng giá. Tăng giá thì những cái phân khúc gọi là bình dân thì nó sẽ là những cái phân khúc mà có cái nhu cầu tăng lên một cách đột biến. Tuy vậy thì nó là những cái sản phẩm ở rất xa thành phố, ở vùng ven thành phố, hoặc là những cái sản phẩm nó không được đẹp
cho lắm, bởi vì cái vị trí của nó không tốt, và hai nữa thì giá của nó là giá bình dân. Do đó thì cái chất lượng sản phẩm của cả về căn hộ chung cư của cái phân khúc này, cũng như là chất lượng của cái phân lô bán nền ở những phân khúc này, thì cái chất lượng gọi là hạ tầng của phân lô cũng kém, và nhà hẻm hay là nhà liên kế ở các khu vực vùng ven thì nó cũng không đạt được những cái tiêu chuẩn gọi là nhu cầu của những người có cái nhu cầu cao, bởi vì ở những khu vực vùng ven thì về cơ bản thì hạ tầng nó chưa hoàn thiện, và những cái vấn đề liên quan đến đường trường trạm và các cái vấn đề mà cái tiện ích đi kèm thì nó chưa được hoàn thiện tốt lắm. Do đó thì phân khúc này chỉ giai đoạn đầu của xu hướng thị trường thì nó sẽ tăng giá, sau đó thì nhu cầu nó sẽ dịch chuyển sang những cái phân khúc cao cấp hơn, bởi vì là cái hướng dòng tiền người ta sẽ đi lựa chọn và tìm kiếm những cái sản phẩm mà gọi là có cái giá trị lớn hơn để có thể hấp thụ được cái dòng vốn, cũng như là nó có chất lượng hơn so với cái phân khúc gọi là thấp cấp này, gọi là giá rẻ bình dân. Đến cái phân khúc thứ hai thì khi thị trường đi lên thì bắt đầu là người ta sẽ dịch chuyển đến những cái phân khúc thứ hai có cái giá trung bình, giá gọi là giá trung bình khá, trung bình cao. Lấy ví dụ như nó nằm ở cái khoảng về cái giá thì nó nằm ở trên dưới 2 tỷ, từ 2 tỷ đổ ngược lên. Đó là những cái phân khúc mà thị trường trong cái giai đoạn thứ hai của thị trường, tức là giai đoạn tăng tốc, thì thị trường sẽ hướng cái đối tượng cái nhu cầu về đây rất là lớn. Và phần lớn thì cái phân khúc này là một trong những cái phân khúc mà nếu được hưởng lợi về một chút hạ tầng gì đó nữa thì nó sẽ tăng rất là nhanh và tăng nhiều. Đó là phân khúc gọi là trung bình khá. Còn sau đó thì thị trường đi vào một cái giai đoạn nữa là mạnh hơn chút nữa thì bắt đầu nó mới hướng dần tới cái việc đó là chuyển dần sang cái phân khúc tiếp theo, đó là phân khúc cao cấp hơn. Phân khúc cao cấp hơn thì lúc này thì đại bộ phận dân chúng thấy rằng là giá nhà đất thì tăng cao, và ngân hàng thì bắt đầu có cái việc định giá dễ dãi hơn, thì dòng tiền bắt đầu sẽ được chảy vào thị trường nhiều hơn, cả từ góc độ ngân hàng, các công ty tài chính, các quỹ đầu tư, và rất nhiều các cái dòng tiền trong thị trường sẽ bắt đầu được chảy thêm vào thị trường bất động sản qua rất nhiều các cái đầu mối, các kênh khác nhau, có thể là qua tiêu dùng, có thể là qua những cái việc vay mướn. Rồi bên cạnh đó nữa thì người giàu bắt đầu cũng sẽ chú tâm tới thị trường bất động sản hơn, những người có dư tài sản đang được cầm giữ ở một số nơi khác, ví dụ như cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, vàng, đô la, hay bất kỳ một cái tài sản cất giữ trước đó của họ như nào, thì họ đang có dấu hiệu của câu chuyện chuyển dịch vào thị trường bất động sản. Và cái dòng tiền lớn như vậy nó sẽ cần phải có nơi hấp thụ, thì bắt đầu những cái phân khúc gọi là cao cấp một chút có cái giá từ 3 tới 5 tỷ hoặc là từ 5 tới 10 tỷ, trong cái khoảng từ 3 tới 10 tỷ thì bắt đầu nó sẽ được quan tâm và nó sẽ lên giá ở giai đoạn gọi là giai đoạn 3 của xu hướng thị trường bất động sản. Đây là một trong những cái giai đoạn nó gọi là giai đoạn trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, nó gọi là giai đoạn tăng tốc, tức là những cái bất động sản kiểu đó sẽ bắt đầu tăng tốc và giá thì nó sẽ bắt đầu tăng thôi. Bởi vì khi mà từ 3 tỷ có thể lên đến 6 tỷ, nhưng mà từ 10 tỷ thì chắc cũng sẽ lên đến khoảng tầm 15 đến 16 tỷ thôi. Thì tức là gọi là gấp đôi hoặc là hơn gấp đôi trong một cái khoảng thời gian ngắn, ví dụ 1 năm hoặc là 1 năm rưỡi. Tức là ví dụ thế. Sau đó thì cuối cùng thì trong tất nhiên trong lòng của các cái giai đoạn 1, 2, 3 thì các cái phân khúc của mình là bất động sản cao cấp, gọi là siêu cao cấp và cao cấp, những cái dòng mà gọi là có giá cả triệu đô trở lên, ví dụ từ 15 tỷ đến 30 tỷ, thì những cái dòng này nó vẫn luôn âm thầm là gọi là dịch chuyển trên thị trường. Nhưng vì cái dòng này nó rất là kén người mua, và nó rất là kén những cái đối tượng có thể mua được, cũng như là cái dòng tiền tập trung vào cái khu vực này rất thấp. Dòng này là một trong những cái dòng mà ít khi được bán công khai và thường hay bán theo kiểu là xuất nội bộ, hay là bán nội bộ, hay là bán đi vào những cái chỗ mà giới giàu và siêu giàu. Thì thị trường bất động sản thì nó sẽ đi ngầm, những cái sóng ngầm theo kiểu đó, theo cái dòng cao cấp này. Và dòng này thì nó không được công khai trên các phương tiện truyền thông, bởi vì thực ra có công khai thì đại bộ phận dân chúng cũng không mua được. Và nó cũng ngầm tăng trong cái xu hướng chung, và cái tốc độ tăng của nó thì sẽ không nhiều giống những cái phân khúc kia. Do đó thì nó sẽ âm ỉ và gần như là cái vốn hóa hấp thụ ở đây nó lớn lắm, nên là nó sẽ tăng chậm thôi, tăng ví dụ như 10-20 tỷ mà nó tăng lên 25-30 tỷ, hoặc là từ 20 tỷ mà lên tới khoảng tầm đâu đó 27-28 tỷ là tăng rất là nhiều rồi so với lại cái lượng tiền hấp thụ ở đây. Người ta có cái câu là giá trị càng lớn thì kiếm cái tỷ lệ phần trăm nó càng thấp, thì cái chuyện này nó là giống như kiểu là cái sức ỉ của gọi là cá lớn ấy, thì hoặc là sức ỉ của những cái động vật mà thân lớn ấy, thì nó đi lại nó sẽ chậm dễ hơn. Rồi so với lại con khỉ, con voi thì đương nhiên con khỉ nó sẽ nhanh tay lẹ mắt và nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Con voi thì nó cũng nhanh, nhưng mà về cơ bản nếu những cái dịch chuyển thông thường của nó thì nó sẽ rất là u lì, nó đi chậm chạp. Thì tôi nói như thế để anh chị và các bạn dễ hiểu. Thì đấy, trong thị trường đi lên nó như vậy.
mà đến khi thị trường mà đóng băng thì dấu hiệu đóng băng, thì thưa với anh chị em và các bạn, ngay lập tức những cái phân khúc cao cấp nó sẽ mất nguồn, mất nguồn nhu cầu, bởi vì nhu cầu vốn dĩ nó đã rất thấp rồi thì phân khúc cao cấp ngay đầu tiên nó sẽ mất nguồn ngay. Thì anh chị và các bạn để ý kỹ dòng như biệt thự villa, biệt thự biển, những cái dòng như như là biệt thự cao cấp, những cái nhà biệt thự trong các khu biệt lập, đó là những cái dòng mà ngay lập tức thì nó có vấn đề. Thì gần đây những cái video chúng tôi có đi review cho anh chị em và các bạn một số cái dự án cao cấp kiểu như là Lakeview tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, kiểu như là một số cái dự án gọi là siêu biệt thự, gọi là biệt thự biển, hoặc là một số cái siêu biệt thự mà có cái diện tích từ 400 đến 500 mét, ví dụ như là dự án cao cấp của Khang Điền gồm có thằng The Venica đấy, đó là một trong những khu biệt thự cực cao cấp có 40-50 căn thôi. Cái dòng đó ngay lập tức nó sẽ có vấn đề, tức là nó sẽ ngưng lại, hoặc là và thực ra thì nó ngưng nguyên nhân đến từ nguồn nhu cầu nó sẽ thấp đi một cái đột biến và nó không còn nhu cầu nữa. Và hơn thế nữa thì những người mua là những người có tiền siêu giàu nên họ cũng chẳng có nhu cầu bán. Vì vậy phân khúc này đóng băng đầu tiên. Phân khúc thứ hai, chúng ta sẽ đi ngược lại vấn đề, thì phân khúc thứ hai sẽ là cái phân khúc đóng băng tiếp theo, đó là phân khúc mà gọi là trung và cao cấp, gọi là cái lớp trên của cái vấn đề một phân khúc trung bình khá, thì nó gọi là cái phân khúc cao cấp một chút, từ 5 tỷ đến 10 tỷ tầm tầm đó, nó nằm trong cái men từ 5 tỷ đến 15 tỷ đấy, tức là tầm 3 đến 3, 5, 7, 9, 10, 1, 15 đấy, tầm tầm đó là nó sẽ bắt đầu trứng lại ngay. Thì anh chị và các bạn thấy là những căn hộ, nếu mà nhìn ở khía cạnh đánh giá là góc độ phân chia cái này ra theo cái kiểu như vậy thì nó hơi lộn xộn, nhưng mà chúng ta hãy chia theo chỉ theo một cái góc sản phẩm, đó là để chúng ta dễ hiểu và chúng ta sẽ nhận biết được, đó là cái phân khúc đó là căn hộ chung cư, thì chung cư cao cấp với chung cư thấp cấp và chung cư nhà ở xã hội. Thì chúng ta thấy là những cái phân khúc trên đỉnh ấy, phân khúc cao cấp ấy, nó sẽ trứng lại ngay, bởi vì nó ngốn một dòng tiền lớn và nhu cầu đột nhiên thì ở đây thì nó sẽ mất. Lý do là nó phải cần một cái lượng vốn lớn thì nó mới có thể tiếp tục gọi là có thanh khoản, hoặc là nó có thể đẩy tiếp tục cái giá có thể tăng. Và nếu không thì nó sẽ trứng lại ngay và gần như là nó đi vào cái trạng thái là giá không tăng nữa và các giao dịch nó sẽ ít dần. Và cái phân khúc nào sẽ còn và còn tồn tại? Thưa anh chị em và các bạn, một phát nữa chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị em và các bạn cái cách để một người môi giới bất động sản có thể sinh tồn và tồn tại trong một cái thị trường gọi là khó. Thì trong thị trường bất động sản nó có chia làm hai dạng. Một dạng đó là mua, kinh doanh, đầu tư và đầu cơ. Hai dạng đó là dạng thứ hai, đó là cái dạng đó là nhu cầu thực. Thì người môi giới bất động sản sau khi mà thị trường đi vào trạng thái đóng băng thì họ vẫn sống được trong cái nhu cầu thực, nếu những nhà môi giới nào có cái kinh nghiệm trong cái việc sinh tồn và gọi là sống trong khủng hoảng, thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái phân khúc thuê và cho thuê cũng như là cái phân khúc nhu cầu thực, tức là cái nhu cầu thực tế của người đại bộ phận dân chúng thì tập trung mua và không thể không mua, bởi vì cái nhu cầu ở của họ là cấp bách, cấp thiết, họ phải mua dù cao hay thấp cũng mua, và gần như là họ mua để đầu tư dài hạn theo kiểu là gọi là đầu tư cho nó sang thôi, cho nó sang mồm thôi, chứ thực tế thì họ mua xong rồi họ ở đi suốt đời luôn, nên người ta không gọi là đầu tư nữa mà người ta gọi là bắt buộc mua và nắm giữ như thế. Thì cái phân khúc này những người môi giới bất động sản sẽ sống và trường tồn. Do đó nên nếu anh chị em và các bạn nào làm nghề môi giới mà cảm thấy thị trường nó khó khăn thì đi ngay và luôn sang cái lĩnh vực đó là cái phân khúc gọi là tầm thấp, và nó được gọi là cái phân khúc gọi là nhu cầu thực. Đấy, thuê và cho thuê cũng như là cái nhu cầu thực tế. Đây là cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết được thị trường khi nào tan băng. Thị trường tan băng chỉ khi nào thị trường tan băng tức là khi mà thị trường mà cái phân khúc nhu cầu thực nó có những dấu hiệu của cái câu chuyện là hết nguồn hàng, hết không có nhu cầu bán nữa và bắt đầu giá nó dịch chuyển tăng lên. Và ở đây thì cái phân khúc này nó rất là thấp giá thôi, nó nằm ở trên dưới gọi là 1,5 tỷ tới dưới 1,5 tỷ, và là những cái nhu cầu mà của đại bộ phận dân chúng không thể không mua, không thể không có chỗ ở, không thể không có chỗ che mưa che nắng tổ ấm. Vì vậy nếu như mà nhìn ở một cái góc cạnh gọi là sâu sắc hơn thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái khu chung cư ở cái vùng giá tầm đó, tức là những cái chung cư là những cái nhu cầu thực tế của dân đại bộ phận dân chúng và đặc biệt là dân văn phòng. Thì trước đó thì những cái anh chị và các bạn phải lưu tâm rằng là trong cái phân khúc mà chúng tôi đã nói ở cái tầm tổng quan cho anh chị em và các bạn thấy, thì có một cái anh chị và các bạn lưu ý, đó là cái phân khúc mà chung cư nằm ở khoảng từ 1,3 tỷ tới 1,7 tỷ thì nó tăng không hề nhiều một chút nào, tức là mỗi năm nó chỉ tăng trung bình khoảng từ 10 tới 12% thôi. Tức là trong giai đoạn thị trường tăng giá rất là mạnh, các phân khúc khác ví dụ đầu cơ rồi những cái phân khúc đất nền phân lô, những chỗ mà gọi là bánh vẽ nó tăng rất là nhiều, nhưng cái khu chung cư, những cái chung cư thì nó tăng không nhiều, và nó tăng đúng theo cái lạm phát và những cái tăng theo cái xu hướng chung của thị trường là một, nhưng mà nó cũng theo những cái gọi là thông thường nó tăng như thế nào thì nó cái chuyện mà trong xu hướng thị trường nó cũng tăng, và chúng tôi được gọi là tăng ít. Mà khi nó tăng ít thì đương nhiên
nó sẽ còn dư địa để tiếp tục dích theo cái kiểu như thế, rất là chậm rãi. Nhưng mà khi thị trường bất động sản đóng băng thì nó cũng không nằm ngoài cái xu hướng là đóng băng phụp, nó không đóng theo kiểu như giống như những cái dòng kia, bởi vì nó có dòng tiền, chung cư nó có thể cho thuê, không có dòng tiền, do vậy nó không đóng ngay lập tức và nó đi chậm chậm, nó sẽ là cái phân khúc cuối cùng đóng băng. Và nó cũng là, cũng chính là cái phân khúc mà chúng ta, đây chính là cái điểm nhấn mà chúng ta cần phải quan sát. Khi mà nó cuối cùng đóng băng thì khi nó hết, tức là nó đóng băng, vừa đóng băng xong và nó quay trở lại gọi là tan băng. Phân khúc đó là phân khúc chúng ta cần lưu ý rất kỹ nha. Tan băng và có dấu hiệu của câu chuyện dịch chuyển, gọi là tan băng hoàn toàn và bắt đầu dịch chuyển theo hướng là có nhu cầu mua bán trở lại và giá bắt đầu có dịch tăng. Ví dụ như căn hộ chung cư anh chị em và các bạn đang có, đang sở hữu giá khoảng tầm 1 tỷ 8 mà bắt đầu thấy là có nhu cầu bán thì ít đi, những người bán ít đi, nhu cầu mua bắt đầu tăng lên và cái giá bắt đầu nhích tăng thêm 100 triệu hoặc là 50 triệu sau khoảng 1 đến 2 tháng, thì chúng ta thấy được rằng là đây là một trong những cái phân khúc mà nhu cầu thực tế rất là cao và có dòng tiền thu nhập đều do việc là có thể cho thuê để thu nhập đưa về. Thấy được điều này thì chúng ta biết được một điều, đó là sẽ có cái câu chuyện là các chủ đầu tư, các dự án sẽ bắt đầu mở lại, các gọi là bắt đầu khởi công lại, làm lại để bán, bởi vì nhu cầu thực tế, những cái tồn kho về cái căn hộ chung cư đã hết, có hết thì nó mới tăng. Cái nhu cầu tồn kho nó hết thì các cái căn hộ chung cư, những người mua trước đó đã mua thì nó mới tăng. Và từ đây thì chúng ta mới nhận ra được một cái câu chuyện nó là dễ hiểu hơn, đó là nhờ vào cái tín hiệu của cái thị trường, một cái phân khúc gọi là vừa miếng, phân khúc gọi là cho những người có nhu cầu thực tế, bắt đầu có dấu hiệu của chuyện tăng giá nhẹ và nhích dần lên, và bắt đầu chúng ta nhìn thấy những cái khu đất mà trước đây đóng cọc lại và quay lại, thì bắt đầu khởi công lại, thì đó là dấu hiệu cho thấy, đây là kinh nghiệm thực tế của những năm về trước. Xin lỗi, có anh bánh mì nóng anh đi qua, anh chị và các bạn thông cảm tiếng hơi ồn. Cái kinh nghiệm của cái chu kỳ trước đó cũng vậy, khi mà những cái dấu hiệu chúng tôi vừa đưa ra nó bắt đầu có cái câu chuyện là nhích, thì đó chính là tín hiệu đầu tiên và cũng là một tín hiệu rất quan trọng cho thấy rằng là thị trường đã bắt đầu cho một cái chu kỳ mới, tức là tan băng. Và đây là dấu hiệu anh chị và các bạn cần phải lưu tâm để có thể là quan sát trong cái thời gian sắp tới. Chúng tôi nói ra cái câu chuyện này rất sớm nhưng mà mong rằng là giúp ích được quý anh chị em và các bạn rất là nhiều trong cái việc là nghiên cứu thị trường để đầu tư và có thể là xem xét để là giải ngân mua vào những cái nhu cầu thực tế của mình cho nó phù hợp. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là ấn vào chuông để tiếp tục ủng hộ Thắng ơi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.